Bất ngờ với diện mạo mới của TikToker Võ Thành Ý, người xem rụng tim vì nhan sắc khác lạ hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Là một trong những TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu tận 11,8 triệu follow, Võ Thành Ý đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, anh đã gây bất ngờ vì thông báo phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Sau mấy ngày rồi em mới nói chuyện bình thường lại đỡ một xíu, anh mới có thể nói cho mọi người được nè. Muốn sửa đủ thứ chứ bộ, cũng tim càng, tim má, tim coi, thu cách mũi, các thứ rồi. Cộng đồng mạng nhận được thông báo cũng dán cho anh. Thế nhưng, sau khi xem sản phẩm cuối cùng, anh em đã phải trầm trồ rồi ngỡ ngàng, ngơ ngác vì nhìn như hai người khác nhau. Nani? Phiên bản nâng cấp này chắc chắn sẽ khiến Võ Thành Ý vô cùng hài lòng. Sau khi lấy chồng, Ý đã thực sự lên sắc lên hương rồi. Các bạn nghĩ sao về giao diện mới này của anh? Comment ngay cho TV Trẻ biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.